Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K2. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe một bài của tác giả Nguyễn Hữu Của. Anh là cựu đại úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và anh cũng là cựu chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Tây Nam Hoa Kỳ. Anh là diện HO1. Bài viết có tựa đề là Một Cõi Đi Về. Đến một độ tuổi nào đó, chúng ta thường hay nghĩ đến một cõi đi về, hay còn gọi là sự sống chết. Sinh ly tử biệt là quy luật của tạo hóa bất di bất dịch. Có sinh thì có tử, có hợp rồi cũng có tan. Đã là người trong cõi nhân gian, không ai có thể vượt ra khỏi quy luật này. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước cái chết, dù giàu nghèo, già trẻ, đẹp xấu, quyền cao chức trọng hay là cùng đinh, đều có chung một hoàn cảnh. Có khác chăng chỉ là những sự chuẩn bị về hình thức. Người giàu có thì chuẩn bị cho cuộc ra đi sang trọng, nhiều tốn kém. Thậm chí còn thuê những người chuyên thương vay khóc mướn. Kẻ nghèo khó chỉ một chiếc áo quan loại rẻ tiền, vài ba nén nhang với một vài nghi thức tôn giáo cũng đủ ấm lòng người chết, mà cũng được vui lòng người sống. Thời chiến tranh loạn lạc, một manh chiếu cũ, một tấm ni lông, một mảnh vải hay chiếc mền cũ, gói gọn xác thân người quá cố cũng tạm ổn. Suốt thời gian hơn 10 năm trong trại tù cải tạo, tôi chưa hề nhìn thấy một người bạn tù nào không may ra đi được chôn cất đàng hoàng bằng một chiếc áo quan. Dù là một áo quan thật giản dị, được ghép bằng 6 tấm ván mỏng. Khi một người tù cải tạo nằm xuống, việc tẩn liệm được cử hành vội vã, âm thầm, cô đơn lạnh lẽo. Chỉ vài ba người bạn tù làm nhiệm vụ được chứng kiến giây phút ra đi cuối đời. Ngoài ra không có mặt một người thân nào khác, thậm chí không có một nén nhang hay một cành hoa đưa tiễn. Thân xác người xấu số được gói gọn vào manh chiếu hoặc tấm mền cũ mà người đó dùng khi còn sống. Gói xác được đặt vội vã trên chiếc xe cải tiến, một loại xe kéo đa dụng mà người miền Bắc thường dùng để di chuyển phân, lúa, nông phẩm, đôi lúc dùng để di chuyển người bệnh. Một người còng lưng phía trước kéo giống như con bò hay là con trâu kéo xe. Hai người đi theo sau, phòng khi xe lên đồi không kéo nổi thì đẩy phụ. Huyệt mộ chỉ được đào sâu vài ba gang tay, vừa vặn đặt gói xác xuống rồi lấp đất. Trên đầu mộ được đặt một cành cây hoặc là miếng ván thông, loại ván thùng đạn pháo binh. Tên họ được viết bằng dầu hắc hoặc là loại sơn đen rẻ tiền. Chỉ một thời gian ngắn sau, các dòng chữ trên miếng ván bị phai mờ, thân xác mục rữa. Nấm đất đắp lên mộ gần như bị san bằng. Đây chính là lý do làm cho các ngôi mộ của các tù cải tạo mất hết tâm tích, thân nhân không còn tìm được nữa. Nắm xương tàn của người bất hạnh bị vùi sâu vào lòng đất lạnh, cô đơn lạnh lẽo giữa đồng không mông quạnh, hay giữa rừng sâu núi thẳm, quanh năm không người lai vãng. Ở Việt Nam vài thập niên trước, khi người đến tuổi lên lão, tức khoảng trên 50 hay 60, người ta đã bắt đầu lo nghĩ đến chuyến đi xa, không hẹn ngày trở lại. Hiện nay với nền y khoa tiên tiến, tuổi thọ con người đã vượt qua được tuổi 70 đến 80, thậm chí đến 90, 100. Việc chuẩn bị cho một chuyến đi xa của những người khi đến độ tuổi tri thiên mệnh là việc làm chính đáng, chu đáo nhằm chuẩn bị cho sự an nghỉ theo ý muốn của mình. Một số tán đồng, ngược lại một số không đồng ý với việc làm quá ư chu đáo này. Viện cớ là gây ấn tượng sợ hãi trong cuộc sống, làm cho cuộc sống mất đi hứng thú vì sống hôm nay mà cứ nghĩ đến ngày mai. Nghĩ đến chuyến đi xa không trở lại. Lúc nhỏ khi bắt đầu vào đại học, phải về Sài Gòn trọ học, ba má tôi gửi tôi ở trọ tại nhà một người cậu. Người cậu này đã trên 80 tuổi, nhà rộng rãi ở vùng Đa Cao, ngày trước gọi là đất hộ, tức là nơi dành cho những người giàu hoặc là có chức có quyền thời Pháp thuộc. Cậu tôi là một vị quan huyện về hưu, giang san trọ học của tôi là bộ ván gõ lên nước láng bóng ở nhà trước. Bàn ngồi học của tôi quay mặt vô vách tường.
Cách đó không xa là một chiếc áo quan đặt gần cửa buồng ngủ của ông cậu. Áo quan đóng bằng loại gỗ quý, được phủ bằng tấm vải kim tuyến màu hít dụ. Hằng đêm tôi phải thức khuya học bài, ngồi học lưng quay về phía áo quan. Giữa đêm khuya thanh vắng, mỗi khi nghe tiếng động nhỏ có thể do chuột chạy, hoặc là ván áo quan lâu ngày, giãn nở kêu lên những tiếng kẽo kẹt. Sống lưng tôi lạnh buốt, tưởng chừng như có ai đang đứng sau lưng. Thỉnh thoảng tôi quay nhìn về phía áo quan, không giấu được nỗi lo âu. Tôi mường tượng như có ai đó nằm trong quan tài, thỉnh thoảng ngóc đầu lên nhìn tôi. Tôi dán mắt vào trang sách, như cố quên đi những hình ảnh ma quái cứ lởn vởn trong đầu. Lúc lên bộ ván gõ ngủ, tôi không dám quay nhìn về phía áo quan, mà chỉ quay mặt vào tường, nhắm mắt, cố dỗ giấc ngủ. Nhiều đêm vì mệt mỏi, giấc ngủ đến nhanh, thỉnh thoảng nằm trằn trọc không ngủ được, thì thật là một cực hình. Mỗi lần nhớ đến chiếc áo quan phía sau lưng cách đó không xa khoảng vài thước, là cảm giác buốt lạnh từ kẽ tóc đến chân lông. Nhiều đêm chợt thức giấc không ngủ lại được, kéo mền đắp kín mít từ đầu đến chân. Thỉnh thoảng vào lúc đầu hôm, cậu tôi đến đứng bên cạnh áo quan nhìn thật lâu. Lấy tay xoa lên áo quan một lúc trước khi lặng lẽ quay đi về phòng ngủ, như đang vỗ về đứa con thân yêu. Tôi cố chịu đựng sự sợ hãi hàng đêm, đến được khoảng 2 tuần. Nhân dịp có ba má đến thăm, tôi xin được chuyển nhà trọ. Má tôi nói với ông cậu. Ông cậu nhìn tôi vò đầu cười ha hả, rồi thân mật nói, cậu biết rồi, kể từ tối nay con dọn đồ xuống nhà bếp ở để khỏi phải sợ nữa. Má tôi nghe vậy cũng hiểu ý, khuyến khích tôi dọn xuống nhà bếp ở. Thế là từ đó mỗi đêm, tôi ngồi học yên tĩnh, có được giấc ngủ yên lành. Tuy nhiên, mỗi khi ngồi học giữa khuya, nghe tiếng gió rít lay động cửa, tôi cũng quay nhìn về hướng cửa đi lên nhà trên, nơi để chiếc áo quan, trong lòng vẫn còn cảm giác không yên. Thời gian vài năm sau, khi tôi tốt nghiệp đi làm, rời nơi trọ học, chiếc áo quan vẫn nằm đó, cho đến hơn 10 năm sau, khi cậu tôi hơn 90 tuổi, chính xác là hơn khoảng 97 tuổi, chiếc áo quan mới được mang ra sử dụng. Nhìn chiếc quan tài ôm gọn thân xác của cậu tôi được quàn giữa nhà, những kỷ niệm của những ngày trọ học lần lượt hiện về trong tâm trí tôi. Hỏi lại người nhà tôi được biết, chiếc áo quan này đã được cậu tôi chuẩn bị cho chuyến đi xa từ lúc cậu vừa hơn 60 tuổi, tức trước đó khoảng hơn 30 năm. Một người cháu rể khác, gọi là cháu rể, thực ra anh ta lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Vợ anh ta là cháu, gọi nhà tôi bằng dì. Khi tuổi đời gần đến thất thập cổ lai hy, anh tự đi mua cho mình một cổ áo quan. Cổ áo quan này được gửi tại trại chuyên cung cấp áo quan. Điều đáng nói là ngoài chiếc áo quan, anh ta xây một phần mộ thật sang trọng đắt tiền, khang trang, màu sắc rực rỡ hài hòa trong khu đất riêng phía sau nhà với tấm mộ bia ghi rõ tên tuổi, ngày sinh, riêng ngày mất thì còn để trống. Gần 20 năm sau, anh ta sử dụng chiếc áo quan. Riêng ngôi mộ thì không được sử dụng vì lý do vệ sinh, phải di dời vào an nghỉ trong một nghĩa trang. Một lần có dịp vào nghĩa trang công giáo đưa người bạn về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi xong các nghi thức an táng, tôi đi dọc theo các hàng mộ, nhìn từng mộ bia, xem có người quen nào đang an nghỉ tại đây. Đến trước một ngôi mộ với tấm mộ bia, nét chữ còn mới, ghi Linh Mục Đỗ. Tôi ngạc nhiên, phải chăng mình nhìn lầm? Tôi nhớ rõ tôi mới gặp và tiếp chuyện vị linh mục này cách đây không lâu, sau khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ. Nhìn kỹ lại ngày từ trần còn để trống, tức là người lập mộ vẫn còn sống. Vị linh mục này lúc đó tuổi cũng đã gần thất thập cổ lai hy. Như vậy là ông đã chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình thật chu đáo. Sau đó không lâu có dịp trở lại nghĩa trang, do tính hiếu kỳ, tôi lại đến xem ngôi mộ và thấy mộ bia đã được di chuyển đi nơi khác, huyệt mộ được phủ lại bằng một tấm bê tông mỏng. Sau đó vài năm vị linh mục qua đời, được đưa về an nghỉ tại đây và mộ bia được đặt lại với đầy đủ chi tiết ngày từ trần cùng với hàng chữ Rest in Peace.
Việc sinh ra và chết đi là quy luật bất di bất dịch của tạo hóa, mà chúng ta thường cho là do số mệnh đặt để. Chúng ta không tự chọn cho mình được ngày sinh, nơi sinh, trong hoàn cảnh giàu nghèo sang hèn. Chúng ta cũng không tự chọn được ngày ra đi về thế giới bên kia, ngoại trừ những kẻ chán đời, muốn đi ngược lại quy luật tạo hóa, tự hủy hoại đời sống của mình do một phút giây nông nỗi nào đó trong cơn tuyệt vọng. Mỗi người có một định mệnh riêng tư an bài cho thân phận nhỏ bé trong cõi nhân sinh. Chúng ta an vui với cuộc sống như món quà quý báu của Thượng Đế và an phận chấp nhận rủi may cùng với chuyến đi xa về cõi hư vô, mà chúng ta thường vui miệng gọi là về với ông bà tổ tiên. Khi cất lên tiếng khóc đầu đời, để bước vào cõi nhân sinh, chúng ta đã chấp nhận dấn thân vào một nơi chốn với nhiều nghiệt ngã, nhưng cũng không thiếu niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta bước đi trong một quãng đời nhiều sóng gió, vui buồn lẫn lộn và cuối cùng ra đi với hai bàn tay trắng. Người theo đạo Thiên Chúa thì về nước thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục. Người theo đạo Phật thì lên chốn Niết Bàn hay xuống cõi âm ti với 12 cửa ngục. Tùy thuộc vào những gì mà người đó đã tạo ra trong cõi nhân sinh được gọi là nhân quả. Alexander Đại Đế khi từ trần để lại lời trăn trối sau cùng. Ông yêu cầu nhà quan mở hai lỗ tròn hai bên quan tài, vừa vặn để lọt hai bàn tay ra ngoài để mọi người được nhìn thấy. Ông muốn chứng tỏ cho mọi người trong cõi nhân sinh biết rằng giàu có, cao sang, quyền quý như ông, khi chết đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Quả thật là bài học quý giá cho những ai chỉ biết bon chen, chạy theo danh lợi, tranh giành trong cuộc sống, không từ bất cứ một thủ đoạn nào để tom góp lợi lộc vật chất về cho mình. Cuối cùng nhắm mắt xuôi tay, họ mang theo được gì? Phải chăng cũng chỉ là hai bàn tay trắng như là Alexandra Đại Đế? Liên tiếp trong rất nhiều năm định cư tại Hoa Kỳ, ngày Memorial Day, ngày chiến sĩ trận vong, tôi và nhà tôi thường lái xe vào viếng nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ, tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải với làn cỏ xanh mướt được chăm sóc cẩn thận. Nghĩa trang nằm ngay bên bờ biển Thái Bình Dương thuộc thành phố San Diego thơ mộng. Chúng tôi lái xe chậm chậm qua từng con đường, xem từng ngôi mộ, đọc tên tuổi người quá cố. Trên mỗi ngôi mộ được gắn thật trang trọng một lá cờ Hoa Kỳ. Tất cả những người an nghỉ trên ngọn đồi này là những chiến sĩ tử trận đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi cấp bậc, từ vị tướng lừng danh đến anh binh nhì, được mang về an táng từ các chiến trường trên thế giới. Đệ nhị thế chiến, Civil War, chiến trường Mexico, chiến trường Triều Tiên, Korea, chiến tranh Việt Nam, Iraq, Kuwait, Afghanistan và rất nhiều nơi khác trên toàn thế giới. Mỗi lần đến viếng thăm nghĩa trang, dù tôi không có một người thân nào an nghỉ tại đây, nhưng tôi cũng cảm thấy bùi ngùi xót xa cho thân phận nhỏ nhoi của con người mà chiến tranh ác nghiệt đã sớm cướp đi mạng sống của họ. Có những người ở độ tuổi rất trẻ, khoảng trên dưới 20. Hàng triệu ngôi mộ, hàng triệu con người đã kết thúc cuộc sống trong nghiệt ngã đau thương của con quái vật chiến tranh. Kết thúc buổi viếng thăm, chúng tôi thường dừng lại nghỉ thật lâu dưới một tàng cây cao có bóng mát, thầm cầu chúc cho các vong linh được an nghỉ. Họ đã có cuộc sống xứng đáng và cái chết oai hùng đáng để cho hậu thế ghi nhớ và ngưỡng mộ. Chúng ta đã đến trong cõi nhân sinh bằng hai bàn tay trắng và đã rong chơi, như lời một nhạc sĩ đã nói, với biết bao niềm hạnh phúc cùng với những đau thương nghiệt ngã. Nhiều thế hệ đã tận hưởng 36.000 ngày của kiếp làm người rồi thanh thản ra đi, để lại cho đời biết bao niềm vui cũng như nỗi buồn. Mùa xuân lại về. Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, chúng ta cùng nhìn về thân phận nhỏ nhoi của kiếp con người, để rồi xua đi những hỉ nộ ái ố thường tình, mang nhiều niềm vui đến cho cuộc sống, không riêng gì cho chúng ta mà cho tất cả những người chung quanh. Quên đi những tham lam, ích kỷ, bon chen, dối trá, lọc lừa,
tận hưởng cuộc sống thật tốt đẹp. Một triết gia đã nói, khi được sinh ra, bạn cất lên 3 tiếng khóc chào đời, trong khi những người thân chung quanh vui cười chào đón bạn, và bạn hãy sống thế nào để giây phút ra đi trong khi mọi người chung quanh khóc lóc, tiếc thương, thì bạn tự mỉm cười vì đã sống một cuộc đời đáng sống. Hãy an vui với những gì mình đang có và bình thản chuẩn bị cho chuyến đi xa theo đúng quy luật của tạo hóa. Các bạn vừa nghe xong bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Của. Không biết là trong số thính giả của Thiên Hoàng thì có ai đã chuẩn bị và sắp xếp cho cái ngày mà của mình ra đi chưa? Riêng Thiên Hoàng đó thì Thiên Hoàng thấy có nhiều người. Bây giờ họ đi chùa, họ cứ cầu xin là cho kiếp sau họ được thế này, thế kia. Nhưng mà riêng Thiên Hoàng á, thì Thiên Hoàng cầu xin kiếp sau Thiên Hoàng không có tái sinh trở lại nữa. Bởi vì Thiên Hoàng thấy làm kiếp con người chẳng có gì vui cả. Đau khổ nhiều hơn là vui sướng. Và Thiên Hoàng nhận thấy là sống một kiếp đủ rồi. Không cần tái sinh lại nữa. Thiên Hoàng xin tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.